Shin Godzilla là vị thần khởi động kỷ nguyên mới cho thế giới quái vật của Toho. Nhưng ít ai biết được rằng đôi mắt này chính là mắt con người. Thứ hóa chất giết chết Shin Godzilla có nguồn gốc từ thần thoại Nhật Bản. Làn da sần sùi này lấy cảm hứng từ trái khổ qua. Hoặc chắc chưa nghe qua câu chuyện, bộ phim đã nhắc tới Kamen Rider Faizu nhỉ? Nào, hãy cùng Mesine tôi khám phá 50 sự thật thú vị độc lạ hiếm ai đề cập về Shin Godzilla. Và quan trọng nhất là nó đảm bảo đúng 100%. Giờ thì hãy mặc áo giáp chống phóng xạ nào, nhấn nút đăng ký kênh rồi khám phá nha. Let's go! Shin Godzilla từng khuấy đảo màn ảnh với sức mạnh đặc biệt, nhất là khả năng tiến hóa không ngừng nghỉ. Hẳn mọi người đã xem quá nhiều thông tin chung về bé bự này rồi, nên bây giờ tôi sẽ chia sẻ những sự thật lạ lẫm nhất. 1. Chữ Shin có tận 3 nghĩa, gồm tân, chân và thần, tức là một vị thần hoàn toàn mới, độc lập với các tiền bối lẫn bên Monsterverse, đồng thời có vai trò khởi động lại thương hiệu Godzilla của Toho. Chữ Shin ấy cũng dùng cho Ultraman, aka tân siêu nhân điện quang. 2. Shin Godzilla ẩn dụ cho trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011, tức là cơn địa chấn vĩ đại nhất phía đông Nhật Bản. Dàn nhân vật lãnh đạo cũng dựa trên các quan chức thời điểm đó, như tỉnh trưởng Tokyo Koike Jiriko hoặc cựu thủ tướng Kan Naoto. 3. Khi đạo diễn Anno Hideaki muốn Godzilla tiến hóa nhiều bậc thì Toho đã không đồng ý, họ sợ phá hỏng hình tượng truyền thống bấy lâu. ゴジラというのはこういうものだっていうイメージがあるので、それを崩すのはちょっとっていうことがあったんですが、chính phía Bandai đã nhảy vào thuyết phục Toho thực hiện ý tưởng trên, vì họ sẽ có tận 3 mẫu đồ chơi để bán kiếm lời. 4. Nomura Mansai, diễn viên kịch truyền thống Kyogen, là người làm mẫu cho cử động của Shin Godzilla bằng công nghệ motion capture. Ông rất hạnh phúc vì dòng máu kịch Kyogen hơn 650 năm đã chảy vào Godzilla, niềm kiêu hãnh của điện ảnh nước nhà. 5. Nhà thiết kế nhân vật Maeda Mahiro bảo rằng form đầu tiên của Godzilla giống một con nòng nọc khổng lồ. 6. Theo quyển từ điển Bách Khoa phát hành năm 2021, form thứ hai có khuôn mặt như cá nhám mang xếp và cá trình biển, một sự kết hợp giữa loài bò sát với lưỡng cư, giữa tắc kè với cả thằn lằn. Còn form thứ ba lại lấy cảm hứng từ khủng long bạo chúa. 7. Chất đông máu của Shin Godzilla có nhắc khéo tới Kamen Rider Faizu. Ví dụ, địa chỉ công ty sản xuất thuốc là 913555. Bản thân loại chất lại chứa photon, blood hydrate và delta 333. Quá là quen thuộc với fan Faizu rồi. 8. Operation Yasiori, chiến dịch cấp đông Godzilla có nguồn gốc tên gọi từ Yasiori no Sake, loại rượu mạnh mà thần bão tố Susanoo dùng để chuốc say Yamata no Orochi, sau đó chặt đối phương thành nhiều mảnh. Kế đến, đội quân thực hiện chiến dịch có tên Ame no Habakiri, phỏng theo thanh thần kiếm đã xuyên chết Basa, cụm từ có mang ý nghĩa là vô hiệu hóa, tương ứng với việc đông máu Shin Godzilla. 9. Ông Anno Hideaki muốn tỷ lệ lòng trắng và đen trong mắt Godzilla phải khác xa những phiên bản trước, và ông chọn mô phỏng đôi mắt con người. Đạo diễn khẳng định giữa thế giới muôn loài, con mắt nhân loại là thứ đáng sợ nhất. 10. Hideaki mô tả Shin Godzilla là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, một thế lực thượng đẳng. Vị trí ấy khiến Gojira không cần săn mồi, dẫn tới việc không có lưỡi, răng lởm chởm vì chả cần nhai, đồng thời bỏ luôn đôi tai vì nó chẳng cần cảnh giác bất kỳ thứ gì. 11. Toho cố gắng tạo tiếng gầm riêng cho Shin Godzilla nhưng không hay bằng mấy cái cũ, nên hình dạng thứ 3 thì phải xài tiếng của bản 1954. Form thứ 4 thì dùng âm thanh từ bản 1962, 1975 và khúc bị đóng băng là xài bản 1984. 12. Shin Godzilla sở hữu mí mắt thứ 3, tên khoa học là Nictitating Membrane. Lớp màng hơi mờ đục này giúp sinh vật cấp ẩm và bảo vệ đôi mắt, như cách bé bự che cho con người trước đống bom pháo của quân đội hoặc trước đòn nguyên tử của bản thân. 13. Nomura Mansai yêu cầu đôi tay Shin Godzilla phải ngửa lên trời thay vì úp xuống, do ông muốn nó giống hình ảnh những con rồng phương Đông cầm ngọc châu trong tay thế này. 14. Shin Godzilla chỉ cần 2 tiếng để chuyển từ form 1 sang form 3, nhưng cần tới 4 ngày để chuyển hóa lên dạng thứ 4. 15. Ông Maeda Mahiro khẳng định việc hấp thụ phóng xạ đã phá hủy gen của Shin Godzilla, nên quá trình tiến hóa, đột biến này đều là ngẫu nhiên và bản thân nó cũng không hề biết trước hay chủ động chọn form được. 16. Shin Godzilla cần đúng 360 tiếng để nạp lại sức sau khi xả toàn bộ năng lượng trong cơ thể. 17. Theo đạo diễn Hideaki, làn da này dựa trên hình ảnh núi lửa phun trào, kiểu dung nham tràn ra khắp mặt đất rồi từ từ đông cứng thành những mảng đen, xen kẽ là những vết nứt đỏ rực vẫn sáng lên bên dưới. 18. Ngày mà nước Nhật phát hiện ra Shin Godzilla là ngày 3 tháng 11, đúng thời gian Gojira 1854 ra mắt. Đồng thời nếu đảo ngược con số sẽ ra ngày 11 tháng 3, tức là thời điểm xảy ra trận động đất Tohoku. 19. Mob 2 là tên gọi loại bom xuyên thủng được lớp da dày cùi của Shin Godzilla. Nó có nguyên bản là GBU-57.
loại bom chuyên phá carbon ke mạnh nhất còn tồn tại vào thời kỳ ấy. 20. Trong quyển The Art of Shin Godzilla, đạo diễn yêu cầu dựng phần chóp đuôi chỉ gồm tóc và răng trộn lẫn nham nhở, thậm chí cho nó có não bên trong cũng được để tạo ra cảm giác kiểu thế quái nào ở đuôi lại có những bộ phận này nhỉ? 21. Takeya Takayuki, người điêu khắc mô hình Gojira, giải thích phần cổ chảy xệ và nhão nhoẹt của Form 2 là do bị trùng xuống bởi tác động của trọng lực. Ngoài ra, phần mang trông nham nhở giống như bị dao cắt bừa và ông Hideaki từng muốn thêm những con mắt nhỏ xíu xung quanh đôi mắt to này. 22. Thông thường một trang kịch bản trên giấy sẽ bằng 1 phút lên phim, nhưng kịch bản ông Anno Hideaki đưa lại dài đến 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Để giải quyết vấn đề ấy, ông yêu cầu diễn viên thoại thật nhanh và lưu loát. Cô nàng Ishihara Satomi bảo ai cũng càng như dây đàn vì nếu nói chậm thì sẽ bị cắt thoại luôn. Cuối cùng file thu âm được rút gọn chỉ còn tầm 1 tiếng rưỡi. 23. Ishihara Satomi, người vào vai đặc phái viên Kajoko Ann Patterson, cũng chính là Hange trong Attack on Titan bản live action. Khi Satomi đi ăn cùng dàn ekip ấy thì đã nghe mọi người hào hứng bàn về Shin Godzilla. Nó là động lực để Satomi quyết tâm làm tốt vai diễn trong bộ phim. 24. Ngoài dung nham, lớp da xù xì đây gợi ý việc Shin Godzilla luôn phải chịu đau đớn. Đạo diễn giải thích rằng cơ thể bé bự liên tục tiến hóa, mỗi lần biến đổi đều khiến da bị nứt ra, chưa kịp lành lại thì lại biến dạng tiếp. Quá trình ấy tạo nên vô số vết thương và để lại sẹo. Sự tương phản giữa màu đỏ với đen giống với một vết thương lành mài nhưng lại bị nứt da và chảy máu. 25. Lúc đầu Toho muốn cho Form 5 xuất hiện dày đặc trên hàng vây lưng nhưng cuối cùng chọn đặt ở chóp đuôi. Và nếu cho chúng đủ thời gian phát triển, Form 5 sẽ hoạt động bầy đàn kiểu thây ma, biết sinh sản vô tính và dùng số lượng khổng lồ áp đảo khắp trái đất. 26. Producer Yamauchi Akihiro chắc nịch rằng Shin Godzilla chỉ có 3 hàng vây lưng. Nhiều khán giả tưởng nó có 5 đến 6 hàng vì là chúng xếp không đều nhau mà thôi. 27. Có tổng cộng 328 diễn viên, hơn 1.000 nhân viên, 3 đạo diễn và 4 đội hậu cần tham gia sản xuất movie. Họ giữ bí mật danh tính ông Nomura, gọi ông là thành viên thứ 329 và chỉ bật mí khi phim ra mắt. 28. Anno Hideaki đã tham khảo thông tin chuyên môn từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia để đảm bảo tính chân thật của kịch bản. Ông hỏi họ nếu Godzilla thực sự xuất hiện thì quân đội, chính phủ sẽ làm gì? Vậy tất cả phản ứng của khán giả xem trên màn ảnh đều được Bộ Quốc phòng duyệt tính xác thực cả. 29. Tất cả diễn viên đều phải cắt nghe băng ghi âm cuộc họp của giới chính trị ra, mục đích giúp họ học hỏi và bắt chước phong cách trình bày, hành động nhanh gọn và đầy trật tự, nghiêm túc. Đích thân một quan chức tên Inoue Kochi đã dạy tác phong làm việc tại văn phòng chính phủ thủ tướng cho dàn diễn viên làm theo. 30. Ông Maeda Mahiro nhận xét rằng có nhiều phim mô tả Gojira chỉ biết giận dữ đánh nhau với kaiju khác, nó chỉ là sự giải trí đơn thuần và khiến Gojira trông hơi bị dễ thương. Với bản 2016, ông muốn cho thế giới nhớ lại ý nghĩa thực sự của Gojira. Đó là sự khủng khiếp và đáng sợ mà bom nguyên tử, thời kỳ chiến tranh và ô nhiễm phóng xạ đem tới cho Nhật Bản và thế giới. 31. Ở bài phỏng vấn Takeya Takayuki, ông tiết lộ độ xù xì và những nốt sần như mụn cóc trên da của Shin Godzilla đều dựa trên vỏ khổ qua, còn phần đỉnh đầu lấy tạo hình của cột nấm khổng lồ mà bom hạt nhân tạo ra. 32. Mốc thời gian cho trận chiến giữa người và Shin Godzilla là năm 12.016 trong công nguyên, tức là hơn 10.000 năm so với lịch của chúng ta. 33. Chiếc thuyền mà giáo sư sinh vật học Goro Maki bỏ lại có tên là Glory Maru. Đây là chi tiết tri ân tàu Eco Maru đã chìm trong Godzilla 1954. Glory Maru có mã số MJG15041. Nó gợi nhắc tới show Tokusatsu Mighty Jack năm 1968, nơi 11 đặc vụ tối mật dùng chiếc Mighty Go để chiến đấu. Và phương tiện ấy có bề ngang 150m, cao 41m. 34. Gomez Kaiju xuất hiện trong Ultraman Q, có cơ thể được tái chế lại để dựng mô hình cho Shin Godzilla Form 4. 35. Nomura Mansai chủ động nhờ ekip làm mặt nạ Shin Godzilla để đeo lúc quay motion capture. Việc đồng nhất cử động khớp hàm của ông đã khiến chuyển động của Godzilla tự nhiên hơn. Ngoài ra, ông đeo sau lưng vật nặng 10 cân để tạo nên dáng đi chậm rãi, khoan thai mà chỉ thần thánh mới có. 36. Phần đuôi Shin Godzilla được cấy ghép xương của con người và bản mô hình kết hợp xương cá, xương rắn với nhau vào, đắp đất xếp bên ngoài. 37. Ở quyển The Art of Shin Godzilla, nhân vật Goro Maki đặt giả thuyết rằng sinh vật nguyên gốc rất có thể liên quan chặt chẽ tới loài bò sát thời tiền sử vì nó cần móng vuốt và răng nanh rất lớn mới đủ sức cắn thủng các thùng hóa chất này. 38. Bản phim chính thức đã cắt bỏ hình ảnh đống thịt vụn bùi nhùi rơi ra từ cơ thể Shin Godzilla sau khi quân đội tấn công tới tấp. Chỗ da thịt ấy đã mọc chi chít mắt và răng. 39. Trợ lý sản xuất Higuchi Yoko cho rằng movie 2016 là cú sốc văn hóa đối với khán giả phương Tây lẫn Nhật Bản. Kiểu dân Nhật chỉ quen với Godzilla có siêu actor nên khá bỡ ngỡ trước Godzilla đổ họa, còn dân nước ngoài lại bất ngờ trước ẩn dụ về chiến tranh hay thảm họa kép tại Fukushima. Dù vậy, nó đều giúp mọi người nhớ rằng bé bự là câu chuyện ngụ ngôn về sự đau thương mất mát và sự run rẩy trước cơn thịnh nộ của tự nhiên. 40.
Higuchi Yoko tiết lộ có những quả bóng màu xanh dương chứa đựng máu giả bên trong. Họ sẽ treo lên để quay cảnh chúng phát nổ, rồi ghép vào mô hình 3D của Godzilla để làm ra mấy cảnh này. Chính Yoko phải lau sạch đi mấy bãi máu và nhặt hết mảnh vụn nhựa mà nó để lại. 41. Tổng chi phí sản xuất Shin Godzilla tầm 10 tỷ yên, tức là chỉ gần 1 phần 10 so với bản của Legendary năm 2014. 42. Thay vì dùng motion capture, Toho từng sử dụng một mô hình thật để quay cho dạng thứ tư của Godzilla. Mô hình này có tỷ lệ 1:38 so với bé bự trong màn ảnh, có các khớp nối đặc trưng và được điều khiển bằng hệ thống điện tử này. 43. Sau khi bỏ ý tưởng mô hình trên, Toho tập trung vào phiên bản dùng kỹ xảo. Họ quyết tâm tạo ra một cơ thể sống động nhất và không mang lại cảm giác là có người mặc bên trong. Họ thiết kế bàn chân to hẳn ra và cho Shin Godzilla chiếc đuôi khổng lồ và dày để chống đỡ cơ thể ấy. 44. Producer Yamauchi Akihiro nhấn mạnh một trong những lý do Toho quyết định sản xuất Shin Godzilla là họ nhận ra có cả một thế hệ đã quên mất bản chất thật của sinh vật này. Nó không phải là một bé bự đáng yêu đi bảo vệ loài người. Gojira là thứ đem lại nỗi sợ và sự kinh hoàng như cách động đất, sóng thần hay bom đạn đem tới cho Nhật Bản. Và Shin Godzilla là hồi chuông thức tỉnh ta trước hiện thực đó. 45. Ichikawa Mikako, người thủ vai Ogashira Hiromi, bảo rằng kịch bản phim đã làm cô sợ. Khi tôi đọc nó vào ban đêm, tôi cứ nghĩ Godzilla đang ở ngay bên ngoài cửa phòng mình. 46. Trong cảnh quay những chiếc xe tăng Type 10, họ đã gắn thiết bị GoPro bên ngoài vỏ xe. Khi kiểm tra lại cảnh quay, đạo diễn phát hiện cái GoPro được dán bằng băng keo đen ấy rõ ràng trên màn hình nên phải cho xóa bỏ ngay lập tức. 47. Một trong những tòa nhà đổ xuống cơ thể Godzilla được mô phỏng theo dự án của công ty Mitsubishi Estate. Họ đang cho xây dựng tòa nhà cao nhất Nhật Bản nằm ở phía bắc ga Tokyo. Hãng bất động sản ấy đã cho Toho bản vẽ trước để đem vào phim vì công trình ngoài đời dự kiến tới 2027 mới xây xong. 48. Anno Hideaki đã trải qua nhiều đợt trầm cảm cho tới năm 2014. Lúc đầu ông từ chối lời mời chỉ đạo movie, nhưng nhờ công thuyết phục từ Toho và đồng đạo diễn Higuchi Shinji mà Anno Hideaki đã nhận lời tham gia. Cuối cùng, sự thành công của Shin Godzilla đã giúp vị đạo diễn thoải mái hơn. 49. Đạo diễn hình ảnh Hayashida Yuchi tiết lộ họ đã quay 350 phân đoạn để hoàn thành movie. 50. Higuchi Shinji nhận xét cảnh mấy đoàn tàu đâm vào người Godzilla trông rất thú vị, nhưng ông ước gì mình có thể xài mô hình vật lý thay vì xài kỹ xảo. Vậy là chúng ta vừa khám phá xong 50 sự thật hấp dẫn về Shin Godzilla. Không biết tôi còn nhớ thiếu cái nào không nhỉ? Nếu có thì anh em mau mau bình luận chỉ giáo nha. Đồng thời nhớ gợi ý các chủ đề mới mà mọi người thích. Messi tôi sẽ sớm làm về chúng đây. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. Bye bye!